Xin chào các bạn. Các bạn đang ở Nhật đúng không? Các bạn có hay đi quán ăn ở Nhật bạn không? Có đúng không nào? Vậy thì trước khi đi quán ăn chúng ta phải làm gì? Điện thoại đặt lịch, bởi vì quán ăn ở Nhật rất là đông, bao giờ chúng ta phải đặt lịch trước đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thử đặt lịch nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ đặt lịch và sau đó cô Ayano, cô sẽ đóng vai nhân viên trả lời cái câu điện thoại mà mình sẽ điện đến quán. Các bạn cứ làm theo một cái mẫu này thôi nhá. Khi mà gọi điện đặt lịch á là ok. Vậy thì hôm nay mình sẽ thử đặt lịch nào. Tối ngày hôm nay vào lúc 6:30 đúng không? Tôi muốn đặt lịch 3 người. Đấy, đơn giản thế thôi. Các bạn sẽ thay thông số vào. Muốn 7 giờ thì thay thành 7 giờ, 8 giờ thì thay 8 giờ nhá. Ok. もしもし今日の夜6時半に3人で予約したいのですが本日午後6時半に3名様でご予約ですねかしこまりました1申し訳ございません午後6時半はご予約でいっぱいです2申し訳ございません本日はパーティーがありまして貸し切りとなっております。3、7時半でしたら、ご席をご用意できます。もしもし、今日の夜6時半に3人で予約したいのですが。本日午後6時半に3名様ですね。お名前をお伺いしてもよろしいですか？あ、はい、グエンです。かしこまりました。グエン様ですね。はい。6時半にお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい。OK, vậy là chúng ta vừa đặt lịch xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái tình huống là chúng ta đến quán. Bây giờ là 6:30 đấy. OK, mình sẽ gặp nhân viên và mình sẽ nói rằng là À, すみません. 6時半にグエンの名前で予約しています。グエン様ですね。はい。お待ちしておりました。お席をご案内いたします。はい、ありがとうございます。Rồi, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Các bạn nhớ đón chờ các video tiếp theo nhé. Bye bye!